nay sân ba thì có sữa từ hôm mình đi đứng giờ đứng dưới cái vòi xịt để tắm. Ở trong khu vực này thì các bạn được không có sừng các bạn cái không có sừng nữa nha. Hay nói cách khác thì các bạn được mới bị cắm sừng các bạn cái không một cái sừng để mình nâng cao luôn. Hai đi xe quá trời hương sao là nay sân ba luôn. Đăng ký làm cầu bạn kia thì đang tắm tắm ở dưới nước nha, tắm ở dưới hồ á. Và ba thằng em sắp đi giải quyết tâm sự. Em xem là giải quyết tâm sự xong rồi xem mặt tắm ha. Thì các bạn nếu là tiêu chuẩn ngành thì có thể đạt trọng lượng tối đa lên đến 200 kg. Ôi trời ơi. Và bạn xem giúp em là các bạn sử dụng đập nhiều hơn là 6 kg. Đập nhiều hơn là cái nhiều hơn rồi. Là cái nhiều hơn nha. Tử ngồi tụi sư tử hòa đông rồi. Nếu sư tử được có cái tính lập đầu á nhưng mà trong môi trường này bảo tồn các bạn có thể sống lâu hơn, có thể lên đến 20 năm luôn. Và các bạn sư tử ở đây từ mức có 3, 4 tuổi, 7, 8 tuổi thôi ạ. Các bạn thấy giáp con thì có trọng lượng từ 50 đến 60 kg, còn đi giáp trưởng thành thì có trọng lượng từ 1 tấn rưỡi đến 3 tấn rưỡi và 1.500 đến 3.500 kg à. Linh như đông phi đi ạ. Linh như đông phi là linh như lớn thì nên cầu bò rất là quý hiếm mình đi ạ. Rất là may rồi, cầu bò cũng đồng còn mấy 2 bằng đây rồi. Và tên người tuy giác để tình trời màu trắng ngậm ho càng to càng đẹp thì càng thú càng đẹp nghĩa ra. Và hơi cao cổ sẽ suy chuyển hành sẽ có những bạn mà có bộ lông màu trắng sừng dài không biết xấu là các bạn linh dương sừng ấy. Các bạn này đã tiêu chuẩn trong môi trường tự nhiên vào những năm 2000 đi. Các bạn mua cổ cao hơn xe thì mình luôn cái chân dài cái nắp luôn. Thì ngồi cái chân và cái cổ dài ra thì các bạn cũng sở hữu cho mình một cái lưỡi khá là dài đó, dài đến nửa mét luôn. Và điều này thì cũng khiến các bạn ấy có một cái tật xấu đó là dùng lưỡi để ngoáy lùi bụng của mình đó, gần sạch sẽ luôn. Và lấy thêm một cái chúng ta gọi là các bạn ngờ vàng. Các bạn ngờ vàng ấy thì còn được nhận nhau là các siêu mẫu vòng ba của những bờ mông căng tròn để làm căng đét luôn. Và mong ước qua chiếc của bạn bò sinh dài tu phi hay còn là bò qua tu phi. Những cái tập sinh nhai cũng kìm vì thôi có rất yên trong là nhận rõng giống tổ ong với nhiều món nhỏ ly tí để điều hòa được nhiệt độ cơ thể. Khoảng cách của hai sừng có thể dài lên đến 2 mét và những cái tập sừng này là biểu tượng cho sự giàu có ở các bộ lạc ở châu Phi ạ. Đối với người dân ở các bộ lạc thì người ta coi là bò này rất là linh thiêng luôn. Người ta chỉ nuôi lấy sữa thôi chứ lấy thịt đâu, và sữa này được dùng để nuôi các bạn bé con. Mới thấy em nào mặc đồ sexy lên rồi nó.
Hey, don't cut, don't cut. Đây lãnh địa của tao mà, đúng không? Đó, 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 đó. Mày ngựa chi vậy? Hả? Hai mày cũng xuống đất à, thấy không? Kèm